Yeah, the number for Ba'an, it was intensive choreography and rehearsal for that, because it involved a lot of emotion and a lot of technique, and it's more contemporary based, so it was a great addition to a song that is a hit for her, to kind of bring it into a new light. And I think we achieved that with, I think she really knows how to perform and create that emotion behind the song. Thật ra phải khai thật với quý vị là Ba'an cũng bận rất là nhiều show diễn, cho nên là thời gian tập cho cái bài hát không có nhiều. Hồi sáng mới vừa tập thôi thì tối nay thì phải diễn rồi, nhưng mà không phải là vì quá nhanh mà mình lơ là cái việc tập luyện và sơ sài cái việc tập luyện đó. Hồi sáng này thì Ba'an cùng với mọi người đã cố gắng rất nhiều để tập cho nó trôi chảy những cái tiết mục mà Ba'an tham gia, thì hy vọng là lát nữa đây lên sân khấu thì mọi thứ nó sẽ rất là suôn sẻ. Cái bài này được biên đạo rất là khó vì có nhiều động tác bưng bê rồi nhào lộn nữa, rất là nguy hiểm. Và vì lúc đầu tập thì không có đạo cụ là cái ghế để tập, nên bị cắm đầu rồi bị cắm đầu gãy cổ rồi. Nhưng mà khi chạy sân được ráp với đạo cụ thì bây giờ cảm thấy rất là hài lòng với tiết mục của mình. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị cho tiết mục của ca sĩ Đông Nhi, các bạn chờ đón xem. I think what's great about the dancers for Benson is that in Vietnam they work really hard, and once they get on stage I think that's when the magic happens. One thing I'd say though is when we're in rehearsals it's hard. I'm always like wake up. But I think that's something normal. I think it's important to always raise the bar, especially for my training, that I bring that to whoever I work with. I think it's always a standard of quality and working hard, and I think that's important in any job, so I think that's something that I want to bring to them, and that's what I want to instill in them, that discipline and always work to be better. So I think that's why I'm hard on them, but I do love them and as dancers. Hình như là tiết mục nào cảm thấy là Hiệp cũng chuẩn bị kỳ công hết trơn á, tại vì Hiệp đã nói rồi thì cái chương trình của kỳ này là chương trình mùa thu của Hà Nội, mà live show của Vân Sơn phải nói là tổ chức rất là công phu và chi phí rất là cao. Về vấn đề quần áo là phải nói là làm tất cả đều là mới hết, mà không phải là giống như Kevin Hiệp đã từng làm bên Mỹ, thì làm ở đây thì phải nói là rất là khó cho mình design quần áo, tại vì tất cả phải đổi theo cái phong cách mới để cho tất cả các người mà làm design chung với là Kevin Hiệp là phải đổi theo cái màu sắc cho từng bài hát để cho nó phù hợp hơn. Thành ra cái khó khăn và cái kỳ công nhất là ở nơi tất cả mọi người đều làm. Tôi rất là vui khi mà Vân Sơn đã mời cộng tác cho cái show tại Hà Nội là Vân Sơn 51. Tôi thấy rằng ở tại đây là một trong cái dấu ấn mà tôi trở về nước cách đây mấy mươi năm về trước, và cái lần đầu tiên về tại thành thủ đô Hà Nội thì khán thính giả Hà Nội đã dành cho tôi những cái thương mến rất đậm đà. Và lần này vì thế tôi không thể không cộng tác với Vân Sơn. Trung tâm Vân Sơn xin trân trọng giới thiệu chương trình DVD Vân Sơn thứ 51 tại Hà Nội, Việt Nam, với chủ đề Mùa Thu Tình Yêu, sẽ được phát hành vào dịp Tết Ất Mùi năm 2015. Chương trình DVD Vân Sơn thứ 51 tại Hà Nội, Việt Nam, với chủ đề Mùa Thu Tình Yêu, được thực hiện bởi một lực lượng ca nghệ sĩ thật hùng hậu, trình diễn những bài ca múa thật chọn lọc, những vở hài kịch thật vui, mang nhiều ý nghĩa, và được phối hợp so tài trình diễn cùng với những ca nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước mà quý vị đang yêu thích. Sân khấu và cảnh trí được đầu tư đúng mức trong một đại hiện diện sang trọng và bậc nhất của Đông Nam Á. Ngoài ra, DVD Vân Sơn thứ 51 tại Việt Nam sẽ mang đến cho quý vị một cuộc du ngoạn kỳ thú 3 ngày đêm tại Hà Nội qua phần ký sự tài liệu do chính Vân Sơn thực hiện. DVD Vân Sơn thứ 51 tại Việt Nam là một chương trình nghệ thuật ca múa nhạc tạp kỹ mang bản sắc văn hóa Việt, được thực hiện bởi các ca sĩ, nghệ sĩ và chuyên gia hàng đầu Việt Nam, sẽ mang lại tiếng cười, niềm vui và nhiều may mắn trong dịp đón Tết Ất Mùi năm 2015. Xin vào website của chúng tôi tại trungtamvansơn.com hay gọi cho chúng tôi ở số 714-799-1566 để biết thêm chi tiết.
Trung tâm Vân Sơn hân hạnh giới thiệu và trân trọng kính mời.